Khỏe không? Con dạ 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 chết rửa xe đứt cái tay luôn rồi. Rửa xe đạp á hả? Rửa xe đạp cho nhỏ chú mới lại con mua miếng ruột nè, chút nó khìa ăn chơi. Cái vụ cái vụ kia sao vậy? Không về công an có lại không? Em ngu vậy đó hả? Rồi bữa hổm ông nói là cái gì ta quên này, hạn gì 10 ngày là công an lại là hay là đi là đẳng đi ra xã ngoài cắt xuống gì hả? Gì 10 ngày là còn bao nhiêu ngày nữa? Bữa nay nó chắc còn 4-5 ngày nữa, 4 ngày nữa hay gì, bữa 26 tây á. Tới bữa đó thì tôi đi với ông. Rồi bên kia người ta có lên không? Không. Mình lên ông lên vậy đó hả? Kêu anh với Hảo. Rồi sao mà bữa tôi nghe nói đâu nó khai đâu, nó nói là đi ăn trộm tiền, vô nhà ăn trộm mà bỏ cái áo lại gì đó. Có cái áo nữa. Rồi cái áo của ai? Áo ai đâu, anh không biết đâu. Nó cái dạng chắc nó dựng hiện trường giả quá. Rồi mà cá. Mà cá ra cá của ai, có thấy cá chưa? Có rồi, thấy cái áo sọc mà cái màu tím. Của ai, cá của ai? Nó lo bỏ ở nhà đó, nó nói cái áo này Hào lấy bằng là lấy cái áo của anh bằng. Rồi Hào bỏ rồi. Vậy đó hả? Mà hạt ca cáo đó của ai, ông biết không? Anh đâu có biết đâu. Vậy đó hả? Vậy mà nó đỡ hừa, cái test thử ai coi Hào mặc vừa không? Lấy cái áo đó đi, nó đi kiểm tra coi. Vô duyên. Không lẽ đi ăn trộm mà bỏ cái áo lại? Ai ngu gì không? Theo chú thì khém rồi. Không lẽ là ăn trộm rồi nực quá cởi áo rồi bỏ đó rồi xào lao bí đao vô lý nhảm nhí. Rồi thôi lại tới đó đi, rồi tôi có gì mà có gì ông điện cho tôi chạy qua tôi đi với ông. Con thưa chú nhớ mới lại. Chú nhớ mới lại nào vậy chú nhớ? Chú lại hồi nãy giờ cái tầm mười mấy 20 phút rồi. Con biết mười mấy phút là có phải thời gian bao nhiêu không? Chú nhớ mới lại hả chú nhớ? Đúng rồi. Kìa, hỏi bác ba kìa con. Hỏi với ba bác kìa. Bác nhớ con mới lại. Bà con kia ngoan quá ta. Bà mới lại hả? Bà ba, khỏe không ba? Đã đứng gục cái đó. Con kia rồi cả nhà. Thằng trai mới giống nữ vậy. Thằng trai nó là... Bắt về. Ghé gối. À, vậy đó, mà tao bị người ta đó thừa lấy tiền đó. Dạ con thưa chú nhớ mới lại. Biết rồi, coi chú nghe rồi con. Chú nhớ quay con cái thì chú nhớ. Rồi đây chú đó quay con đây. Con chào cả nhà đi. Con chào cả nhà. Dạ con cảm ơn cô dì chú nhớ. Con cảm ơn cô dì. Cô Dung, cô Loan, cô Tư. Dạ. Dung, cô Loan hả? Chú Toàn, chú Long. Chú Toàn, chú Lâm. Chú Nha, chú Nhàn. Chú Nhàn. Giờ chú Linh đâu? Cơ bắt gặp cái áo bữa đó ai cho tiền con với chú nhớ? Chú Toàn. Có áo không? Bởi vậy bữa nào con có cảm ơn chú Toàn chưa? Con cảm ơn rồi. Mới cũng như là nói lại ông chú đang quay con hả? Đang quay con đây. Ở đây đi ăn trộm mà bỏ áo lại. Ba bác mới lại. Như ấy hả? Có ai mà đi ăn trộm mà bỏ áo không? Theo cũng có đúng mà. Ông đi xuống dưới là chủ xe hai cái đấy. Tao coi cái clip tao mới thấy. Dạ bác ba. Tao mở lên tao thấy. Thấy con quay ngào nữa mà. Tao chạy xuống liền. Cái bữa đó con là con về rồi, con qua có cũng như là bữa trước mày đăng mà quay bữa sau mày mới đăng. Đúng rồi, con là vậy đó. Một giờ trước tao nói vậy là chắc nhớ con phải nhớ chạy xuống liền, tao ngủ lại đi bữa đó bữa các cậu cho tới là bữa chắc. Vô lý nè mày. Trời ơi, tao đi lớn mà đi tao nghiệp vậy. Ở nhà ha. Bà bác ơi cho con đốt nhang chú tám nha. Cái người ta nghe đàng hoàng, nó nói tao muốn đứt ruột vậy đó mày. Chú Tám ơi, con đốt nhan cho chú Tám nè. Con đốt nhan chú Tám nè. Ừ, hình chú Tám đó hả?
đẹp trai quá hén, tám quá hén. Giống hả? Ồ, cái hình nó bại hình một cái. Dạ. Ờ, nó tao muốn gớt cái mặt kia mày, nó tao khóc luôn mày. Hình đó quả mà giống gì bà. Giống con, giống. Cái nó nói chết là bỏ vô hàng là quả hình hơn bà bác. Chết là nín thở nó bại hơn bà bác. Là bỏ vô hàng cái giờ có con hơn bà bác. Là nín thở hơn bà bác. Trời, nó nói tới cỡ đó, tao nói xúc động luôn nó mày, nó thiệt. Chẳng nói gì chứ. Thì con cũng vậy đó, lâu lâu con quay phim nó cái nó hay bộc phát đó, tự nhiên nó ngồi buồn buồn, hỏi sao buồn vậy Hào? Nhớ tấm lầy quá, nhớ chú Tám là có ai mà vậy? Chú Tám con buồn nó lâu 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 nói gì đó. Đứt ruột không? Chú Tám chết. Con buồn á. Bữa nhậu có 1 phút đây nè, nhậu dạ, dạ. Một gà đó. Cái con ngồi là cái mày hỏi làm sao? Con quay đây có 1 phút hả? Hỏi mà sao buồn với Hào? Trong ý của nó đó là mỗi lần nhậu là có chú Tám ngồi. Bữa nào nhậu là sẽ dắt chú Tám, thấy không? Cái là con buồn, chứ nhớ cái con mày hỏi làm sao buồn thì tạm chết thì con buồn quá. Mày lớn mà biết lâu chị đó mày. Bởi vậy lớn là phải nhiều biết gì đâu. Hả? Chú lại cũng hơi lâu rồi con. Lại nào gì chúng nhớ? Chú lại hơi lâu rồi. Lại hơi lâu rồi. Ủa gì đó hả? Vừa cái lớn vậy hả? Con kiêng cả nhà. Đẹp gái quá ha. Nhóm gái nhịn miệng giống hệt kiêng rồi vậy. Đây chuẩn bị chặt dừa để khìa ruột cả nhà ơi. Có thể là bữa nay mình không có uống nhiều được, chỉ là ngồi nói chuyện rồi chơi thôi. Đấu một tăng với ông ngoại hôm qua lên bờ xuống ruộng luôn. Thằng kia, đâu hả ba? Ủa về đây rồi hả? Về giờ nó quay lại với vợ nó rồi hả? Trời. Hai trái dừa nước hết biết luôn gần nè. Đó nó bắt lại về cho chị em. Tao biết vậy sao đem hai trái dừa xuống cho. Mỗi đứa nó móc cho mày cả chục dừa vậy. Đi ăn cho ông uống. Ổng bác ba chơi cũng khỏe hả bác ba? Cái tay mà thấy rồi, cái hy sinh không có cử động nhất thì bị tai biến mà. Đi tài Vinh mấy chiến. Giờ còn nói chuyện được là còn đã. Chuyện được. Không có lẫn có mê mũi gì chơi có cái là chú nhớ quay con rồi chưa? Chú nhớ quay con rồi chưa chú nhớ? Vậy chú gần rồi à, xíu nữa rồi à. Chú có ăn cục khịa chưa bác ba? Chưa ăn cỏ hả? Bao giờ ông về chuộng cục khịa gì mà ngồi đó. Ê mày, ông đòi đi trồng găng mày, gắt đỡ chậm rồi đó mày. Dạ, ông ngoại con cũng chậm rồi đó. Rồi cái mấy đứa hồng lời á, hồng lời chậm thì Linh nói nó lén một bữa ba muốn tư anh em tính. Chắc bị máu luôn. Dạ. Cho mình làm đinh định chứ không sao mà mày làm cái sợ à. Ngày nó hồi nãy giờ là khoảng nãy nước nhiều quá giờ sắp sửa thành công rồi đó. Chút nó gầy được rồi. Chút nữa là mày gạt lửa được rồi. Có cái lửa than này nóng rồi ba. Cái nãy cái lửa kia nó bằng lửa than rồi. Cái này hao 120 ngàn hao. Mà đã cũng lâu hơn mấy cái kia ha. Mua con gà về bằng nấu lẩu đi là chín rồi đó. Hồi nãy là con tính mua gà hầm xả rồi. Mua con gà gì hầm là giờ mặn con gà nhấp nháy rồi đó. Giờ nấu ăn đậu gà nãy giờ mua hết trơn rồi. Ngon mà đậu ngon. Cái này hơi lâu cái nhà ơi. Bốn cơm 50 phút rồi. Tao đưa đũa thử cái dây vừa ăn chưa nữa. Chưa cho nó khô rồi luôn cho nó. Cái nước cần mua gà da mình chẳng á. Mỡ đó. Cái này mỡ nè. Thấy cũng hấp dẫn quá nè. Chúng cho con đó. Đi. Mới đó, đi dành mặt đi. Nhờ, chú nhớ cho con. Đẹp không? Đẹp chú nhớ. Cho đồ mới, cho đồ cũ được. Đi có đồ mới đâu cho. Tăng đâu thằng tăng nữa. Máng tủ, máng cắt đi. Đồ cho. 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 Đồ cho.
thơm ha. Ngon rồi đó, nhìn thấy ngon rồi đó bác ba. Đúng là hơi lâu nhưng mà nó ngon. Ê, em lấy xuống được chưa? Được rồi. Hai tô phở bò. Cái đó nhắm được chưa bác ba? Bác ba coi thử bác ba được chưa bác ba? Không được rồi, có mỡ nè. Mỡ. Rồi gấp lên được rồi, có đó là mỡ cho mấy nước, mỡ đó con. Ờ gấp lên được rồi. Bỏ lên anh này khỏi khỏi kia đâu nè. Chưa chưa để lại chứ nha bà ấy. Có nước để lại. Hay để ngoài đó đi để lọ. Ừ. Ủa mày mới cầm được được. Bỏ lên đây nè rồi hồi cắt luôn. Nhớ cái món thìa này bà vợ mày thìa rồi đem mà lên lầu 22 này. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bà vợ mày thìa. Tao thấy cho hai đứa nhậu mà lấy cái nắp ba thùng với mày. Ờ. Lật cho hai thằng đủ. Cấp đó dịch đó, bác ba đang làm bệnh viện đó. Dạ dạ. Nói, nhiều. Hai đứa nhậu, hai chén dừa. Nhà gia vị rồi kia thì tổng cộng khoảng chừng 140 à. Gia vị nước dừa, tính nước dừa hết trơn. Vô vô ngồi ăn chơi bác ba. Ừ, ăn ổn thì bảo ăn có ăn đó. Ngồi chơi. Con gì nó ăn. Ăn con biết nhậu không? Con nhậu con cấp thế cha mày nha. Biết không? Biết không? Chơi luôn. Chơi luôn ngay một cấp. Ăn mậu rồi phải nhậu à. Nhậu một cấp. Ủa hả? Gì cái gì kỳ vậy? Ăn mòn tao, bởi tao không nhậu tao không dám ăn. Rồi nó chơi đó. Gì ta? Rồi dặn này nó có lập liên bản, nó có kêu bắt bằng ký tên không? Ra ngoài xã, lập bản không? Rồi bắt đầu nó lập bản nó mới ký tên vô đó. Mày ký nè. Thì mình ra mình nói lại thôi, có gì đâu, thì mình tình ngay thì mình cứ trình bày thật sự là nói chung là nói cái gì mình có sao mình nói như vậy. Như nè, hỏi hàng xóm láng giềng đi, ai cũng biết cái điều đó hết, thậm chí là những người mà coi video cũng biết đó, nói chi mà hàng xóm láng giềng. Bởi vì con mới lỡ tới nhà, con mới nói cái làm người sao mà độc ác vô nhân đạo quá vậy. Con nói ha, con lỡ tới nhà con nói luôn. Nó hàng không dám trả lời. Con nói hàng xóm láng giềng thấy thằng Hào nó bị như vậy làm như xa lạ lắm gì không nói gì. Trời ơi, càng sớm nói gì là cũng biết cái điều là thằng Hào nó bị như vậy rồi mà còn đối thường nó nữa. Sao mà ở đời sao mà sao mà tôi nói thế nay mai á, trời trả báo chết con cháu bà đó. Tới thằng Hào vậy mà nó không tha lại chuyện nó ác rồi chứ. Không nói ha. Làm mà không có ra lẽ ha. Lần này là có lần sau. Nó đè đầu đè cổ. Nó nói thấy người ta nghèo cái bắt đầu đàn thấp cổ bé họng đồ này kia vậy đó, thiếu hiểu biết. Nói chung là nó đàn áp, nó thảy mẹ nó đàn áp đi. Thấy thằng này cu ki. Rồi cái bắt đầu thấy là khờ khờ hiền, gia đình này nghèo chắc không dám làm nha. Mình nói thì sao nó nghe vậy tính. Bởi vậy cái bữa đó con mới lại con nói á, gia đình anh Tú như vậy nhưng bạn còn bạn bè anh Tú nha. Chứ không phải là cu ki à. Còn hôm còn lại con nói vậy luôn mà. Con nói anh Tú vẫn còn bạn bè của anh Tú. Anh Tú mặc dù là không có hiểu biết gì nhiều nhưng mà còn bạn bè của anh Tú nha. Mẹ châu sống la cầm cá, châu ngã thiếu kẻ cầm dao nghe mày. Quả gì? Không hiểu. Mày nói mày chắc cũng biết lắm. Mày nói vậy, châu sống không ai cầm cá mà châu ngã thiếu kẻ cầm dao. Mày nói câu đó mày hiểu không vậy anh Tú? Không. Bà tay chắc. Gì vậy? Thì châu sống không ai mặn, châu chết là người ta xách dao nó ta xẻ, biết không? À. Châu sống không ai cầm cả, châu ngã thiếu kẻ cầm dao là cũng như mà mình ên thấy anh Tú thấy như vậy không có gì nhưng mà đụng chuyện là thiếu gì người tham gia. Bị gì á, thấy bình thường không có gì. À. Ta không quan tâm tới. Đúng rồi. Nhưng mà đụng chuyện một cái là không ai bỏ nó. Ừ. Là ta nói châu sống không ai cầm cả, châu ngã thiếu kẻ cầm dao. Chứ không phải là cầm dao là xé thịt đâu, biết chưa? Vậy bố ấy hồi nãy bố ấy nói sẽ thịt. Thì thấy thịt mày á. Ngon quá. Ngon quá. Thơm nha các bạn. Thì nước dừa thì nó ngon hơn đường. Ừ, thơm quá. Đường mà biết không, mình xào nước dừa không á. Mình xào gần chín nha. Cái nó dính nó dữ nghẹo à. Nước khìa, nước thèm. Đường không thèm mà. Ừ, nó dính. Ăn phải ăn đi. Chút cái đi, không cho người lớn ăn trước đi, nít mà. Sao cho ăn trước được. Đá cái ông xin bỏi. Ăn hồi con uống cắp ha. Cái bữa mà ăn cắp ăn heo quay đó, quay bánh hỏi đó. Dạ dạ. Cái có con bò nữa. Cái này nói à, con bò con vịt ghê đâu, con bò tao không. Sao tao không đem mà tao biết. Cái này tao thấy là heo quay nhất hết trơn, bữa ăn. Heo quay ăn sao hết. Vịt quay gì nữa mày. Đặt nó là ông bò vịt quay. Đặt nó là ông bò vịt quay. Không nhớ nói thì chứ nó được lắm tại vậy á. Cái miệng, cái miệng. Mà vô nó dốc luôn đó. Thiệt. Cho leo cây rồi à. Ừ. Cho thằng Y với thằng Mung leo cây. Hồi đó lấy bài chú gì nhớ. Không phải cũng như cà gỡn chứ. À, cà gỡn chứ vui vậy đó.
bán thấy mẹ rồi bán trái cây bán nước mía thấy mẹ là thôi vợ chờ tôi gặp bác rồi chị ông nội cũng tin á ổng thâu vợ vậy thôi mình lên cái đường nó xuống xuống bệnh viện đó dạ dạ con biết rồi con biết cho đó mà tao gặp nè mập bả mập hơn con bả thấy tròn hơn con lùng 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 lấy miếng bự gì đâu hôm qua kìa gấp ba chín tiền đúng con ăn đi ăn đi ở tao mẹ gấp trước xong ờ giờ chế ngồi chỗ đó đi mấy đứa nó ra luôn ăn đi ăn chơi vậy không có chuyện của cái ông chơi vậy đó hả thôi mấy đứa nhỏ ra đây đấy miếng gì cho nó ăn cơm chiều ăn cơm chiều không nó cũng mắc cỡ rồi chế ngồi chơi đây đây gấp chưa cho tao hai thằng nó ăn đi thôi khỏi 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 thôi không chờ lấy nhỏ ăn còn còn đồ ăn còn còn ăn gì chịu ăn cơm gì mà cái quý còn mùi sáng ấy ăn đi qua, ăn đi đừng chơi ngồi chơi chân. Có găng không có găng không hả rồi nhưng mà được cái nó dạ răng đi qua nó mày răng đứt sao bắt nghe đứt được cái được cái nước trọng nước trọng chết mẹ chết mẹ tao uống một hai ly chơi thằng Tú ơi bữa nay đuối quá đuối tao đuối hôm qua nó điện tao nó còn hồi sáng này điện tao nó còn mệt cho nó nói chuyện như ông ngoại tao giờ hồi mới là không có Zalo điện nhớ điện bằng máy không giờ có Zalo điện không có tiền mất tiền ngồi nhiều nhiều đi uống hết thôi làm ly hay ly chơi đúng nè uống nhiều cố uống đi đi uống đi trời ơi cậy con ăn nói không tối giờ uống đi với nó đi ơi về nhậu đi ơi mấy đứa lại nhà nhậu gì đám gì cứ ưa rủ đi đó nhậu về nhậu gục thì chú đây phù hộ đi theo cái đại thân đó ở đây không chứ còn chừng dắt này cũng còn ngồi đây nhậu ngất ngất nó bị vợ nó bị huyết nó ra đó cái nó lại chửi chung rồi mất mãi xong rồi cái nó lại cái sò trong mùa sáng nó cặp nó đục lại cho luôn đi vô uống vô cái chồng cái nhà anh đang phù hộ cho vợ con em mẹ chồng con vuông nha anh tám vô cái nhà ơi mời cái nhà cho vợ em mẹ chồng con vuông mẹ chồng con vuông chồng nó tới đây hoài á không tốn chồng chồng con bà tổng nó cho ông cộng gia đình mà tôi quên lấy hoài à nó cháu nội ông bông quyện rồi biết bông quyện không biết bông quyện không tốt không ổng ở đây người hay nhỏ bảy hủ rồi đó biết hả không không biết nó cháu nội bông quyện đó mày nó con ba tổng ngon không phải con thấy ngon không sao ăn vậy đúng miếng này ăn miếng này chơi miếng chơi cho giỏi mà bảo có răng mà chợ cái chợ chợ tấm da mà răng yến như dở ngon á gót cho nó nhậu cốc tay em mà mình gót gót cho nó cốc đi nhậu cốc đi có rau kìa con mới ăn rau đó không rau bò ôm còn bò ôm tía hả ừ bò ôm tía đó bà uống cốc không bà bây giờ có uống mà rủ có uống thì đá mấy đứa nấu thôi rồi nó ép vậy ngon ha không có được nước nước dừa không nguyên chất nước dừa không dừa nó ngon không cái đường cái mày xà mày kia gần chín cái kẹo đeo cái dính nhựa nhựa ở bởi cái này con thấy cũng nó ít có nhựa nè không có đã quên cắt ớt bỏ vô á ờ đã có rồi gần chín bỏ mới cắt vô đậm ớt hai trái ớt vô sao hơi ít hơi ít ha đã không có nước dừa thôi là có con nít mà thực trắng đã thực trắng đã là không có nước dừa người ta mới là kìa đường vô ăn cốc đi chứ để giờ làm mấy miếng mậu rồi bây giờ làm cốc ăn miếng làm cốc ăn có em trai nữa hả có thằng trai bốn quả ha rồi hai đứa nãy đi bác ba đi nó có đồ theo không bác ba không chiếc này không có đồ bữa không đồ chú đầu nhẹ luôn cái này không có đồ cái này không có đồ năm báo cái năm lần chú mấy ngày báo năm lần ủa rồi cha con đi làm ở đâu cắt lúa ở đâu chứ đi xem nó cắt đó ờ đẹp không biết hả đủ xài con về nó cũng cho tại vì đủ nó xài là thứ tiền chưa về nó quá bà đúng rồi đi với con rồi chị biết bà tôi quanh không đi là cũng lâu rồi ừ, bà quanh tư quanh trong có hộ nghèo trong kinh sáng đó chứ gì mình nhớ cha còn thiếu tiền trong chưa trả đừng gạch cũ á đừng gạch cũ bà đó bà có hộ nghèo nó có bà đưa vào còn bà đó còn đại hả luôn mà tôi làm với ly ly là ly với thằng bảy hùng nó lội ra chứ đâu rồi đâu cho nó đang nằm nó làm xuống đây nó đi tới nhà bà chồng nhà bà chồng thì nào nó về nhiều nó mới về là không có lội đi hướng nào nữa tao đi về tao tính là nó lên nhà tao
mà không có tao đứng nhà mà tao cho tao kêu ê đi về mày, nó là không về cái nghe người ta đờn ca đó, tao biết không biết có đội vô không nghe. Đám sinh nhật của cháu nội mà đứng 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 đó mày, cái tao kêu về về nè, nó là không không, cái tao về nhà nó tính đâu nó ở nhà, cái tao hỏi ông bây giờ thấy thằng nào nhà nó không, không thấy không thấy, tới chiều tối vậy hả, chiều tới chiều năm cũng gì nó đứng nào trời, tao thấy ghé nhà ông Nam Tôn với á. Mà hồi từ mấy đêm nó có hay đi vô không Tú? Không có đâu. Bởi vì đời nào đâu đi đâu đâu. Cái hôm đó đó là giờ, cái hôm đó là con tưởng tôi là con mắc cười thì con tính là chuyện nó không có lớn tới chừng đó, con cũng mắc cười là cái kiểu mà có thể là thằng Hào nó vô nhà người ta đi rồi bị người ta đổ thừa, thì cái đó thì cũng như vậy đi. Mà thật ra thì con qua đây con mới nghe kể là không có ai mà phát hiện ra hết trơn gì hết, cũng như là không có bắt dính gì hết trơn, chỉ là tình nghi vậy thôi nè. Rồi. Thằng này nó khờ khờ dễ đổ thừa vậy thôi chứ không có gì hết trơn. Dễ đổ thừa thôi chứ không có gì hết trơn. Phải chi mà thấy nó cậy cửa, thấy nó gạch mùng ha, tao đấm cái tay mày. Con về con mất ra. Con về con vỗ ngọt nó Hào ơi, con có vô nhà ta không con. Con có trời. Con hỏi luôn mấy lần. Không có dám đâu có trời. Trời ơi mày có lấy không có. Giờ bạn cái bóp cái là mặt mày xanh chậm nó lé vậy mà. Nói chung cũng như con nít thì nhiều bị khủng hoảng từ nạt quá, bị áp lực quá, bị không chế đã thẳng làm không chế quá. Làm nó quá. Con hiểu nó là cái vấn đề con xuống được quà con cũng hiểu nó vấn đề bà hợp như dạy học cho nó thôi. Và con học biết không? Không được các bài. Nó thu thập được cái gì đâu. Không phải nó căng thẳng nó với mình làm nó quá đó con ý mình dạy nó rồi con cũng như do nó mà này kia nó tập trung quá cái nó bị căng thẳng. Tao thấy nói là con nhà thơ con tập lúa chiến sao chú nhớ xuống chú xéo luôn dớn một tập con giết con, chú nhớ một tập cho con hả chú nhớ. Thì có nói theo mà rồi chở đi qua Việt Thanh quốc hơi hai tô phở nhớ không à. Tao thấy luôn mà hỏi con lo chưa Hào chưa quốc một bao nữa rồi chở đi một hồi mày mua một bịch hạt đều mà mua một nước mít quốc một ly trà lạnh luôn, mày uống trà đá nó uống trà lạnh ăn trà lạnh quốc có ai ăn là hai tô phở không tao thấy qua bàn chứng kiến nè đi Vĩ Thanh cơm nào tao thấy mà mở lên cuộc phiêu lưu của A Tăng Nhớ và em Hào tao thấy qua bàn luôn tao mở ra tao coi tao biết mày không bạc quá tao phải tao coi bắt lên tao kêu viên ơi mày mở lên mày nói A Tăng xin nồi cho tao đi là bắt đầu coi đĩa thằng Y thằng gì nổi lên nhắc y với thằng tám lạy thằng mười lạy ưa thịt lắm chổi hai thằng sực một hồi cho sực mà không có sao mà thấy què cô cũng đỡ không có cự dạ thấy què không có với con què rồi mà có thằng mười lạy với mày là sực hai thằng lát là sực cái mà giật lộn mày giật lộn tao có con cái giật lộn mày dạ. Thì không cái này xinh chính vô cái nhũi cái đầu ra cái dâu ra thằng mười lạy nó chổi còn hơn cái gì đủ quá cá cái bia đó mày đúng rồi đâu rồi cái đó đâu rồi mày nó nói 10 tiếng là đủ má 10 tiếng là năm năm về trước tao thấy mà cái nào mà năm ba năm thì cái bữa đó mấy ngày đó ông Tú chết bà là trời tao thấy quá con cũng mấy nhiều chuyện quá trời rồi cái vụ mà ông hứa là công an đó mấy ngày nữa mà chính xác ngày nào đi bữa đi ra ngoài là bữa 24 tay thì bữa nay 1/2 gì rồi bữa nay mất 2 tay hả 2 tay hai tay đúng không 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 1, 2 ủa 9 ngày mẹ nó ơi 24 chứ 14 đâu vậy 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ông ơi mà bữa nay 2 tay 1, 2 nhà nước nó xài ngày tây thì đúng rồi thôi con tính nãy giờ mình là 9 ngày rồi đó mình 16 chưa được 9 rồi 19 10, 24 hả 22 ngày mày nói sao 14 gì mày để lâu quá vậy không ra là không có cái tầng ra không ra không có cái tầng ra bữa 24 cây bữa ngày chăng điện nước lại góp 25, 26, 27, 28, 29 mà hứa bữa 24 tới này ha hay là 31 thấy hết 7 ngày rồi nè thì bữa nay 2 tay là còn 22 ngày nữa đó. Còn 22 ngày nữa có còn ổng hứa 10 ngày ổng làm ơi trong trời báo cái bữa ra ngoài là 24 cái bữa mời mời vậy là ngày mai vậy là ngày 4 tay 24 với 10 là 14 phải rồi cái bữa là công an là ngày mai ngày mai vậy tao tính đâu nó hứa 24 tay đặng xử trời ơi không nói 10 ngày vậy là cái bữa đi ra ngoài là 24 tay không có giấy tờ gì đâu ký giấy đâu không đem về để ngoài á cũng có một miếng mà mày ra ngoài mày nói nó không đưa vậy
mà nói rồi nhớ liên lai rồi kia chứ. Bây giờ mấy ông tôi yêu cầu mấy ông xuống xuống tại địa phương xác minh. Xác minh. Tại sao không xuống địa phương? Xuống địa phương xác minh. Ông ở ngoài xã ông sao ông không biết gì hết? Ông không biết gì hết chứ. Ông nghe giọng số ông nghe lời bên một phía luôn à. Ông nghe một phía. Bây giờ ông xuống địa phương yêu cầu mấy bạn yêu cầu nhất. Tôi yêu cầu mấy anh giờ lợi tại địa phương xác minh coi thằng cháu tôi nó có sự thật là nó mất trí nhớ hay là không, hay là nó không thành nó không. Tôi yêu cầu mấy ông, chứ mấy ông mà không xuống địa phương xác minh là tôi không chịu vụ này nha, tôi không chịu á. Ông chỉ nghe theo một hướng ép người ta, ông chỉ nghe theo một hướng không à. Ông nghe một hướng không. Còn thời buổi bây giờ đó, không phải như ngày xưa, thời buổi công nghệ camera ở khắp mọi nơi hết. Nói chung là vậy. Thì giờ con người ta nó cũng nó biết cậy cửa, nó biết giật đùn thằng này làm sao nó biết. Không có dễ như người xưa, xưa người kia thì còn bảy bạ lát ta sạm. Nói nha, mày cách chuyên nghiệp đi, mày muốn mở cửa người ta mày cũng sợ chết mẹ, mày sợ người ta bắt dính luôn. Sợ thấy con đĩ mẹ sao dám mà cậy. Gạch mùng đó chứ. Mà trong cái lúc mà nó cậy cửa rồi nó gạch mùng lúc đó sao không bắt lôi đầu ra đây. Sao nó biết tay nó lại cho nó đi. Nói chuyện bây giờ lo mày hay sợ mày chối. Giờ tao trình lên tao la là bà con bác ơi tôi bắt chính thằng này nè. Nó cãi cửa vô nhà tôi tuy là chưa lấy nhưng mà mày cãi cửa mày vô nhà người ta bằng đêm mày cũng có lỗi. Nắm tay nó lại tao lôi cho coi mà tại sao không làm mày bà nói vậy mày sao để cho đi vậy thấy không tiền giới lại nữa tự nhiên mình bị đổ thừa rồi mình bị mất tiền nữa. Mình mất tiền là do là mình đi chi phí mình đi lợi nè. Ví dụ là không lẽ không mất công mất công đó, tốn sức tốn công rồi mất tiền công ăn chuyện làm nữa nó tùm lum tà la hết á. Mình vậy thôi mất công ăn chuyện làm rồi mất uy tín nữa. Mình cái gì nữa mình bà con tại mình với mày đấy trường người ta bắt dính cái áo hay bắt dính cõi bên đâu dính nhận. Cái áo cái gì mà áo con không có nhận áo đã không có chồng, con mà nhận vậy thằng chồng nó nói mày thằng chồng sửa xe nó nói mày bà con người ta cái bắt đầu nó nói bắt ba biết gì tao nói mà không phải của con đâu con nhận chồng mà mày không biết cái thằng đó hả chồng nó đi ngang đây hoài nè em chứ tao chơi hoài nó có biết gì đâu không có lội đi vậy không lội đi á người ta lội đi là cái linh thinh mày nó trời bắt ba biết gì ông cơ ông lên ông bỏ cá để ông đó bắt dính cái áo rồi dính cái áo ông nhớ ông cũng tốn lại ông cũng nhìn cái tao nói chồng ơi chồng có khi nào mà ai chồng mà bỏ lại chồng mà đi lại lấy cái áo rồi đi bỏ cái áo đó rồi đi lại nhìn ai mà cứ cũng như là lại ông tôi ở bụi này nói chuyện phải không lại ông tôi ở bụi này không không cái chuyện này sẽ sáng tỏ hơn ông ba nói chung là mấy người đã làm là có nghĩa là đổ thừa mà càng ngày càng làm thì nó càng lỗi nó càng bị lỗi có lý có tình rồi nó không có lý rồi hỏi mày nó vô lý rồi hỏi bên kia anh bắt gặp anh tại sao anh bắt gặp có tận tay nó lấy không tại sao bắt gặp ta anh không nắm tay nó lại mà sao để cho tại nó sao đi để cho nó đi rồi bây giờ anh hô quả anh mắt là sao hô mắt hỏi cái câu hỏi thằng này thì nó nấu nhiều đó thằng này mà càng hỏi nó càng căng thẳng cái nhà đó đó bây giờ á không còn làm gì được nữa có nghĩa là càng nói thì càng bậy càng không có logic được hơn gì nữa hết á cho nó là nó càng ngày nó càng đổi rồi bên kia cái là nó nhận cái tên nó thất bại cái đó không có cái bây giờ làm lời giờ nó làm lại được hết trơn à chứ không có nhận cái gì nữa hết trơn á mày nói đi bắt buộc tôi chứ tôi không có nhận bắt buộc có nghĩa là thằng con tôi như vậy mình cứ thấy mình cứ là tại sao nhận thì cái bữa đó mình cứ kể y như sự thật như vậy mình thấy con mình như vậy tôi thấy con tôi như vậy đó là tôi thấy con tôi như vậy tôi bị căng thẳng quá tôi sót con tôi mới ký tôi ký thôi sự thật là nó bị lên cơn ông cứ mình cứ trình bày sự thật hết mình như thế nào mình cứ nói sự thật hết từ đó cách là dễ giải quyết khủng hoảng tinh thần quá là nó nói chung nó não luôn á nó lên cơn á. Bây giờ mấy ông không muốn ha, mấy ông không nói ngọt ngọt yêu cầu nhớ yêu cầu mấy ông xuống địa phương xác minh xác minh lại coi thằng này nó có sự thật hay là anh chỉ nghe một phía thôi anh nghe một phía thôi anh không có nhận xét mà nếu cậy cửa gặp mùng phải có dấu chân tay thì bởi vì bây giờ công an lại đi không cha này hỏi nó đâu gặp mùng nó không chỉ bây giờ ha công an á là có cái gì đo chân tay rồi đo chân tay thằng này có hai cái có với nhau là sao mày có lúc nào thấy cho mày tay chứ mày cài làm gì thì mày gặp mùng mà không tay chứ mày làm gì cứ như vậy đi thì cái chuyện này nó không có bỏ qua được đâu. Bây giờ mang tiếng ở trên chợ nó mang tiếng nói thằng kia bà con với chính bà. Ai nói rồi. Mang tiếng mà mình đi với Liên Lị. Mang tiếng sống. Tao biết thằng Ly nó nhắc con Tú hoài, nó về nhà tao nó nhắc hai chồng mày hoài, nó ngay đi nha. Cái gì chút cái chạy là xuống Tú, cái gì chút chạy xuống Tú. Ngủ đây luôn nè. Thỉnh quá cái thôi không có gì văn mùng cái tắm mùng cái đưa cho vô mùng đi nó nhắc hai chồng mày qua ở đi xem bộ đi qua đi qua nhà ông nhớ vậy đó chỉnh ông văn mùng thấy mùng ông ấy mình phá xe dẫn hay luôn mùng ra ngủ rồi bữa hổm đi ra đây té ở nhà mày đâu có đất gì mày đổ đá đó té vô đây để tàu tan nè còn đêm nó thấy quấn cái khăn chắc nhắc vô trời ơi trời còn quấn cho nó ra quấn cái khăn trắng tao đặt nội nhà mà con mang miêu con căng lên đầu tôi nói nó đi ra nó đi ra nó về mà sao mà nó trơn nè nó té đập chỗ này nè
Rồi nó là ông Tú ơi, chết tôi rồi. Chân bằng tan đó mày. Ông cứu tôi rồi, hỏi gì ra thấy máu me không? Quá trời quá đất rồi. Con nó quýnh con lấy cái khăn con quăng lại. Để hồi nó ra máu nó xỉu nữa sao? Con nói Hạnh ơi, bây giờ dẫn chiếc xe ra mà nước ngập vậy nè, dẫn ra xích ra đặng chở cổng đi. Về rồi thằng Kiên đưa đi. Mày cũng đi theo vô trong viện mày với Hạnh luôn. Dạ. Tao đưa tiền cho thằng Kiên đi đó. Đi vô. Cuối cùng hai thằng trốn không có chặt đắp tiền. Giá mai xong hai thằng trốn vậy. Vậy chứ nó nói ngu sao trả tiền mất ba. Mai giá đàng hoàng rồi. Cái nó kêu qua đóng tiền viện phí đi hai thằng trùi vậy. Trở về. Ủa, trăm mấy chục ngàn và trăm bảy trăm tám gì á. Rồi nó sao nó trốn được cũng hay. Ăn cơm không? Con được rồi cũng vậy. Cháo, cháo không? Con được rồi, con cũng bị cái vụ kêu con cũng làm cho ra lẻ luôn á. Có cháo luôn, cháo huyết kìa. Cháo bơi, cháo ăn đi. Dạ, khỏi ăn. Thiệt chứ bạn. Bơi cháo nhà hàng. Đâu, đừng sợ. Không có bác uống rượu đâu. Không rồi hả? Vậy hả? Không khẩu bắt rượu đâu. Không bắt uống rượu đâu, nói chứ ăn ăn đi. Rồi kêu uống rượu uống thiệt à. Chơi liền. Chứ kêu uống thiệt á, chơi liền. Uống con kiên rồi vừa. Cái này xài ngàn thôi, cái này đánh chanh nữa. Con nhà tao mà không giống lòng, không giống cánh ha. Dễ gì mà không nhậu được. Máu bén mà. Hồi bén mà không nhậu thì được ha. Bữa xuống đây nhậu bằng con gà, nhậu gì đó. Ăn nữa không? Rồi có ông Thông Tấn con ra dẫm con ngồi đi con. Con ăn như con gắp vô rồi rồi cái dẫm ngồi chú hút thuốc. Thuốc là nó bay. Ừ. À gắp miếng nhỏ, gắp miếng bự, không có găng gắp miếng bự. Con phải ăn miếng bự cho nó mất khổ chứ. Dạ hà. Ba lên ba rồi đó, nó mới tuổi rồi đó. Một ba. 10 tuổi rồi. Tuổi ai biết. 6 tuổi vô lớp 1 đó tính ba. Lớp 3 rồi. Hả? Bao nhiêu tuổi không? Phải lớp 3 phải rồi. Mà lớn hơn Khang tao. 6 tuổi là vô lớp 1 rồi, 7 tuổi lớp 2. Viên em nó diễn, diễn 8 viên. Tuổi lớp 3 phải rồi. Diễn viên. Con 8 tuổi em nó diễn. Tao nói phải rồi, 8 tuổi thì lớp 3 nữa ha. 8 tuổi. Y cái mặt thằng kia mà cắt mà để qua vậy thôi. Cái mỏ nó quốc quốc ha, nó quốc quốc nhìn vậy nó có trắng vô ra ha, nó có gan thằng kia luôn. Đù. Ông chú ơi, này mặc cái áo nhìn thấy ý nghĩa quá ta. Áo độ. Ờ cái gì? Chữ gì à? Never Ride Up Hop hả? Hop. Ờ, hai hop. Hop hop. Hai con gấu này. Hop 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 này là hop hy vọng á. Hopper. Ê. Con hop hop gấu hay là hai hai gấu? Cái này hy vọng, hy vọng, hy vọng. Hay là hip hop. Hip hop. Gấu. Vô có gấu đập đập lại chạy, đập phải mình đập lại mình bay chạy. Đó lục qua trong tủ ra con thấy con nói cái này bạn vừa rồi. Nào bạn cũng không vừa đâu thôi, con lấy con bạn luôn. Mẹ ăn vậy anh Tú. Ăn miếng đi, ăn miếng cầu vui. Hả? Không gấp sao ăn? Thì chẳng chẳng nút chẳng đi. Để cà chén chẳng chẳng nút chẳng mẹ đi. Mệt. Ngồi chơi chứ ăn nổi. Đi. Đã hôm qua nay sao mà mắt gài nhức đầu bữa này cũng nhức. Bị sang trắng tâm lý. Mày biết làm sao không? Đủ thứ hết trơn. Với khi mày nằm giỏng nhiều quá, ông bị bắt ba này nè, ông nằm giỏng ngồi là ông đơ đơ. Với con bị viêm sao nó với mấy em gài bị cha cú sốc ấy. Con nói để cho con ngủ bằng đêm con đau luôn, đau mình đó. Bắn đau, đau mình, đau đầu, đau lộn tinh thần. Con đủ rồi viêm sao ăn nữa. Tâm lý. Bệnh. Con ông nào? Thì ăn trong nhà của mình mà cô mất khẩu rồi thấy không? Hỏi đó. Bà ba. Nó ghé nhà tao chơi, đã đó rồi tao làm một ca cho đường chủ, nghe có gì cho ăn nấy. Cái bắt đầu hỏi ăn cơm không? Cái gì tao hỏi, nó hỏi tao là hỏi nghe. Con ăn cơm không? Ăn. Cái hỏi bà bác ăn cơm gì? Ăn cơm khô quẹt ăn không? Nó chơi vậy đó. Thôi con cơm rồi rồi. Không phải cười. Biết. Cũng ngoe. Con khô quẹt ăn nghĩ ăn à. Nó phải gì đó. Tao nói chơi. Thôi con ăn rồi con nói rồi, con ăn rồi con nói rồi. Mày có thật nói thật là chắc thôi nói rồi, con hỏi này ăn luôn. Thì ăn. Bà ăn cơm gì bác, ăn khô quẹt. Con không ăn đâu, con ăn rồi. Phải coi, con ăn khô quẹt luôn. Ừ, cái ngồi chơi cái thấy hai vợ chồng ăn cái hình đó. Con nhỏ áo hường là con nào với bà bác. Con nói con dâu. Cái nó nói là chị dâu của chú Tám. Vậy đó hả, nhỏ hường nó đẹp á. Nhỏ hường dân sang mặc áo cưới màu hường. Cái lát cái hỏi nhà ăn. Con nhỏ thắng lão nào vô bác. Tao nói là con dâu của bà bác, em dâu của chú Tám. Em dâu á hả? Nhỏ cũng đẹp đó. Cái loại thấy hình thì linh đó mày. Hình thì linh, hình. Má coi hình đó. Ừ, hai nhà cháu đó. Cái hỏi này ai vậy? Cái này là con của bà bác mà em của chú Tám. Nhỏ bà. Nhỏ này cũng đẹp nữa. Mà nó nghe ca ha. Cái nó nói gì nè. Con không biết chữ. Mà gì nè.
bà bác ơi, người em xuống đậu đó hả bà bác? Cái ông nói, ơi, trời ơi, ông nói trời trời, sao không thấy, không biết chữ, sao biết em xuống đậu trời? Phi Nhung kìa, Mạnh Quỳnh kìa, người em xuống đậu kìa. Xuống đậu hả bà bác? Ừ, ông bác coi đó. Ông bác ơn hả? Ừ, cái đi về nha, thưa đằng rồi nha. Thương bác con về, cậu nghe. Thương bác con về. Ông là ừ, nghe rồi, khỏi được. Đi nha, mai mốt con đi nha, mà bác cho con vô. Bác cho, bác cho con vô hả? Cho. Thấy đứng, thấy đi nhà tao đứng người cùng bưng đây. Biết, thầy thấy quen rồi. Ê, vô, vô, còn tao không đi nữa. Ê, vô, 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 đứng vô. Nhà anh Kiên cho lộ nhà bà bác nữa ừ. Đi lậu tới nhà mãi lát luôn tới tới hầu sạn ừ. Có cấp nó về cái lên rồi cái bút xe lấy cho cái nón rồi có cái tua công an đó ai cho khúc đó đội nó nói cái nón này nó công an nha có cấp lộ vô tới mày đậu đi nó cầm về có bảy mấy hầu sạn mày đậu đi đấy nha công an bắt chết nha chứ không có nó công an mà khúc có bạn nó cho đó có cái ngọc ngọc gì nè các mấy cái mấy cái nói nhà quân thì vậy á vậy ai cho phúc đó đâu nấu chú dùng quân bây giờ cho lại chín đầu rồi giờ đây ông chín đầu ông thấy ông khoái ông địa đẻ ông lấy luôn rồi cái nó im kết rồi một cái nón đỏ nữa là làm sao đi không có nón cái đầu nón trang trang tao lấy cái nón đỏ trời đất hỏi đẹp không đẹp tao là nón trang trang vậy đó mà thấy tội nghiệp mà gặp tao kêu vô vô đi qua tôi nó kiếm mặt bé vậy bỏ cũng tính là nó ăn tao nói cầm vào vô bếp thấy bỏ nó không phải mà con Binh thằng Hào con nói nha thằng Hào nó đi gì chứ nó không có đời nào mà nó dám ghé nhà ai chứ tao nhận xét tao biết mà không bao giờ nó dám cửa tao hoài không có dám vô chứ đừng có nói mà tới mà bằng đêm mà nó vô mà nó cãi cửa nó gập đùng nó làm tới cái chuyện mà động trời thằng Y nó còn sống nó cũng nói mày nghĩ sao mà nó đi về dạy không có ác của ai bởi vì mới bức xúc rất là nhiều người tàn ác rồi chứ tàn ác nói của nó là bằng tàn nhẫn luôn cái bằng là đau đầu thiệt nói của nó là nỗi tao tức với bắt ba mẹ không tức chứ không phải nó nói con đi ai nói mày nó ngạo còn tin tưởng dạ. Mày thằng kia nó cũng khôn khôn chút ờ nó tú đi nữa phải nói mấy thằng già đi tự lựa thằng khờ nói lựa thằng mày nó dễ cũng như là mình nấu nó không có chối cãi nó nói theo nó nói theo mình nè bắt ba mẹ không đi thằng Hào nó hiện thằng nào đó rồi nó chửi sanh tử rồi nó chửi lại bởi vậy gặp con cái chắc chắn trời ơi trời con không hiểu thôi nào nếu mà gặp con một cái thôi còn sao thì ổng nói đó lựa ngay ngay thằng Hào đó cái đó. Cái nhà mình có đợt rồi mình có kể cái câu chuyện mà mình bị mà đá trái banh đó rồi ra đường đó rồi bị té xe đó cái nhà mình nhớ không đó thì mình cũng bị cái vấn đề là bị người ta mà nó ngang nó làm như mình là mình tại mình do mình chạy tự nhiên chạy xe cái chứ bằng mình mày không có tai nạn có tai nạn nhà thì đó con có bị tai nạn sạc nhà luôn á chứ tại thằng con có bị chạy dò kia rồi con mới nói không mà con tức là con có không muốn làm mất chuyện đó đâu tại nhà không biết điều thứ nhất là cái hôm đó là con mới kêu là không hỏi thăm mình tiếc nào luôn con có sao con ừ đúng rồi sao con có bị gì không con con chó là mày thả ra đường đi tao chạy mà đỡ cắn chó người ta không có gì tao chạy quay mình như cái chuyện là dám mày thả chứ là sáng chót là buộc cái đường giao thông cái đường lưu thông người ta mà chó thả ra người ta có người ta chạy người ta té mà mình chịu trách nhiệm là sạch nhà người ta nhà không sao đúng không hôm đó chứ đừng nói cán chó mình mà thường nghe xin lỗi à mày thường ngược lại người ta chứ đừng nói cán chó tôi thường cho tôi hôm đó tôi làm tới luôn mình làm tới luôn đó cái nhà mình có quay phim là mấy đoạn mình có quay phim là mấy đoạn nữa nhưng mà mình thấy chưa phải lúc để đăng nếu mình đăng lên thì sẽ ảnh hưởng người ta mình cũng tới con còn nghĩ tình cái đó luôn cái mình cũng không có gì nặng mình cũng sơ với lại là cái hôm đó con có không có muốn gì đâu con có không muốn bồi thường gì hết con chủ yếu là muốn thứ nhất phải xin lỗi thứ hai nữa là phải cái bữa đó con mới kêu là chở con lên bệnh viện giùm để gửi vết thương con cái kêu gì thôi cái là bệnh viện cái tới làm khó con đủ á ngon con bật cày nói đâu làm đổ cồn nó đi đù á mình không làm khó cái chơi mình ha cái bác sĩ mới ra nó nói chuyện với con nó nói chuyện này nó không có gì đâu cho nên chuyện còn có chạy ngoài da thôi không có gì đâu lần nó kêu cho thông lên chỉ mất công nó anh em mà giải quyết dân sự được rồi chưa đổ cồn hoài con mới bật lên này ha nó kêu mình kêu lên đi
điện lên liền luôn cho tao. Nó kêu khích á, nó kêu khích lại là. Con mới nóng lên này, con bực cái này. Tôi kêu điện liền cho tao, tao cho mày thường chiếc xe tao bà mày nè. Lúc đó là con bực con mày tao luôn. Kêu khích mình, tại tại nó kêu khích mình. À, cái bùa ra sập con chửi con, nó còn nhỏ nó có biết cái gì đâu. Ờ, nhỏ. Mà nó không biết mà đi trong nhà người lớn. Cái chú gì mất tiêu. Vậy ơi, chú gì mất tiêu. Sò đây, sò đây. À, cái con sò còn bị thương á, con không có lại nhà được. Cái con hết bị thương, cái con mới lại tới nhà luôn. À. Làm cái lẻ, cái từ từ cái công an giải quyết. À. Bồi thường cho con. Nhiều. Chịu mấy chiếc xe. Ê. Nói chung thì không có làm gì nhiều. Ăn hết đi. Nói chung không có làm gì nhiều. Tại vì mình thấy người ta cũng ổng không nói chuyện nhỏ nhẹ. Lúc đó ổng nói chuyện nhỏ nhẹ lại mình thấy nó cũng nguôi ngoai. Hết giận. Rồi ổng sớm mày hay đâu? Chị em đó mặt bên sông nhà bác ba. Là ai ta khúc nào? Thôi con người đang quay phim con tiện đó tên. Chắc là nói nhà bà khiếm rồi. Mà kiếm nhà nhà bán phân hay là nhà chịch kia? Tại kia chịch khảo khảo đó nữa hả? Không, đừng nói tên, thì mình nó chuyện qua rồi. Có cái chuyện không qua biết rồi. Điều, tao không biết điều mà giờ hỏi thăm mình cái đi. Có sao cây mà ông lại cắt không đứt, cắt ra cho đứt. Có sao không cô, có sao không cô? Đúng rồi. Ủa, gì nó mất tiêu vậy? Vậy hả? Mê điện thoại. Đừng có mà ra điện, nghe điện sâu lắm á nghe. Sâu lắm đó. Mê lại coi điện thoại ké. Ăn nữa không, thịt khè nữa không? Ăn nữa nè, cho nữa nè. Hả? Mắc cổ rồi. Mắc cổ rồi. Trầm tấm da. Ngon á. Ngủ rồi. Mấy cái đen đen là ngon nè. Hồi nãy mình làm hiên cút rồi. Lại cho ăn nè. Ăn cái đá bên đây đi. Ăn cái đá bên đây mới. Ăn cái đá bên đây mới không có đồ ăn. Nó lâu lâu quá. Sợ thấy vàng, sợ thấy quá nè. Bữa ăn mấy cục đen đen thôi. Cho nó nè. Nãy anh có làm cục rồi. Hả? Ừ. Nó hơi giống như heo quay vậy đó. Nó thấm hơn, ngon hơn. Mắc cổ hả? Ăn cái bên đây cho đã đi mới không có đồ ăn. Ngày mốt đi, đúng rồi, ngày mốt đi tôi ông ra. Mời tạm thời ở nhà đi. Mời lấy tinh thần đi. Mốt tôi ra với ông, tôi chở ông đi ra công an xã. Thì nó nói là cái bữa người ta mời nó là bữa 24 tây. Là tao nghe không có kịp. 10 ngày. Tao tính nó nói là người ta hẹn 24 tây. Tao mới nói là còn 22 ngày nữa. Người ta cái bữa mời là 24 tây. Mà ta hẹn là 10 ngày. Bữa nay 2 tây đó. Người ta nói mời là có 31 nữa. 31. Ừ. Chấp miếng nhỏ được rồi 31. Ừ, không ai biết nở cho anh vậy? Chẳng chẳng mắc mẹo chứ. Ủa mắc cổ với bà nội thôi. Con thấy một người mèo quay bắt bay. Cũng chẳng chẳng tống da mà chứ. Con nhai cũng nước đó, biết đổ nước quá nhiều đi rồi mình nấu cho nó tới cạn nước đó là nó mềm dữ lắm rồi đó. Mà lùa củi nước vừa không ngó. Cái này cho bác ba mày ăn rồi giết ông sớm. Muốn có chồng khác thì giết ông sớm. Muốn tay giá thì giết ông sớm. Còn ai giết chồng sớm như này đang tay giá. Có môn mình tay nạm cho tay giá gì nè. Tao có môn tay nạm á nè. Thế cỡ này mà nó đi kiếm đi mâm nữa cũng lại. Trời quá trời ơi. Ai mà ta có chồng cỡ này. Rồi, xuống đây nói chuyện đồ hỏi thăm ông hôm giờ công an có xuống hay không. Già đâu mà cỡ này cho ta không còn biết. Làm gì thì nữa hay không thôi. Chắc bên kia người ta cũng con nó này cây ngay không thật chết tính người ta nói câu đó rồi à. Tôi nói quan này kêu quan mà không biết thấu ông trời. Con có nói không có không sao đâu. Con mà mang tiếng trời bây giờ mang đây. Nó phải bởi vậy thôi. Thôi bây giờ đi này, kết thúc video rồi cả nhà. Để hẹn video sau đi. Chúc cả nhà sức khỏe. Không, nhiều người cũng đồng tình với anh Tú mà. Nhiều người mình đựng lên á thì cũng đồng hành. Gì nữa đó, thấy người ta biết mình làm. Những người xem video thôi còn biết là thằng Hào nó bị như vậy là như vậy nữa. Người ta còn nói chắc Mạnh Thường Quân rồi cho tiền nhiều quá, người ta ganh tị rồi kia nữa. Đúng, mày nói sự thật luôn. Cho tiền là ganh. Mà cho. Làm tiền mày. Ta hỏi mày nè nhớ. Muốn như vậy không? Muốn giống người ta vậy không? Mà muốn giống vậy muốn gì không? Cái người ai mà, ham đâu ai mà ham bà? Ai mà ham? Không có ham nhưng mà thấy nó tội nghiệp thôi. Chứ là không ham. Mình con tay còn chân mình mạnh khỏe mình đủ được mà cần gì mà cho. Nghĩ thằng Hào gì mà cần gì mà cho phải không? Nghĩ thằng Hào gì mà gia đình con gì thế mà nó không tha nó nghĩ sao mà nó quá trời nã tới ta. Thấy người ta nghèo. Còn đó giờ con ít nói lắm mà thiệt chứ. Thấy người ta nghèo khổ, chân chất đáng lẽ thương người ta không hết đó mày. Thương không hết. Con thì vừa cái bữa đó con lại con cũng nói mà. Thấy người ta nghèo. Con nói con tính đâu là hàng ai đâu xa xôi dữ lắm. Ai về hả tầm 100 mét à. Con nói trời ơi làm như mà mua nước đá hàng gầm ở đây nè. Tóm lại nó sống còn mấy năm nay nó cũng biết. Nó có nói mày hoài nó nhắc tao nghe hoài nó ngay tàng y á. Nói là con nghèo con chưa có bao giờ cái gì nó nhắc Hào không chưa bao giờ có cái gì à, hỏi xin nè hỏi mượn có cho không cho thì thôi không có thôi mà mình ở đây có thai có chân có gì sớm thì tao biết hết trơn hả tao biết hết trơn à tao biết hết trơn sao tao sao sống sao sao tao biết con vụ gì nào giờ con sợ tới mà làm ra
ra là mới qua đầu chổi thầu thầu cũng mắc ở vụ đó trận trận tống giam nãy sao con nhà Đức về nhà không Đức trận trận tống giam không á nó nói cái mềm nó mềm theo nó chứ nó mềm theo ruột chứ phải mềm như thịt.